Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ làm một cái ngoài lề một tí, nhưng mà hôm nay mình sẽ không làm nhiệm vụ hay làm những gì khác, mà hay là một cái tip gì đó cho các bạn coi, mà là mình sẽ đi vòng quanh những cái khu vực bên ngoài thành phố, ngoài khu vực có thể chơi được, những khu ngoài đây cho các bạn xem, và làm cách nào để có thể ra được những khu bên này, và tại sao là mình muốn ra để khám phá thử xem ngoài này nó có cái gì. Tại cái việc mà ra khỏi cái map này cũng đã được rất là nhiều YouTuber làm, và nó có vẻ như nó ra về cái nhiều cái nhìn sắp tới về những cái DLC tiếp theo, cho nên và cái DLC tiếp theo sẽ ra vào tháng 4 sắp tới, thì nó sẽ là cái DLC Incursion và sẽ có tên là Last Stronghold, và nó sẽ mở cái map ở dưới này, thì mình nghĩ là vậy, mở map ở phần dưới này. Và nhưng mà thấy đây nó sẽ còn một phần rất là dài khúc ở dưới này và chúng ta không thể nào kéo xuống dưới được. Và còn khoảng một khúc dài ở đây và một khúc ở trên rất là dài, khoảng theo mình nghĩ là đã zone 6 để dừng, nhưng mà chưa hẳn là dừng hẳn, tại vì nó sẽ vẫn còn đã zone 7, 8 và thậm chí có đường lên nữa. Và để làm sao để vào cái đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay đây luôn, để vào rất là dễ. Các bạn hướng ở chỗ này, như chỗ mình đang đứng đây, đây chỗ mình đang đứng ở chỗ này, các bạn hãy đi từ safe house này ra cái chỗ này. Và sau khi bạn lấy tới được đây á, thì các bạn dùng hai skill mình đang để là skill Politic Shield và skill Mobile Cover, hai skill mà cần dùng để cầm cái crush này. Sau đó thì các bạn vô một cái góc như thế này, các bạn bật cái Mobile Shield lên, và các bạn phải tìm góc sao cho nó kiểu như là gần bạn nhất có thể đó. Các bạn kéo lên và các bạn bấm Politic Shield, các bạn cứ chạy tới chỗ này hoài, cái đè lúc chạy và cứ lùi lùi hoặc lùi hoặc chạy vậy thôi, cho tới khi bạn qua được bên đây khá là dễ dàng đó. Sau đó bạn hãy dùng cái khiên này đi và tắt khiên này, không cần xài nữa. Ok, và sau khi các bạn đã vô được cái chỗ này thì nói chứ là làm rất là dễ, bạn chỉ cần đút đầu vô là dễ thôi, đừng đừng có để quay ngược lại, nó sẽ không biết là sẽ như thế nào, bạn rất là khó vô thôi. Vô bạn thấy trong đây có cả NPC kiểu, mặc dù đây khu vực ngoài thành phố rồi nha, ngoài thành phố chúng ta đã ra nước ngoài, khu bên ngoài chúng ta thể tham quan bất kỳ địa đâu chúng ta muốn. Để coi mình sẽ chạy ra đây thử rồi, khu này thì mình không biết sẽ chạy ra đâu, nhưng mà mình thì mình biết á, là khu này các bạn phải đi một hồi, các bạn phải vô tới đó tầng 6, đằng sau cái cổng tầng 6 các bạn phải bắn vô được trong được. Nhưng mà đó không phải cái cách mà các bạn dùng để farm, cái kiểu như là các bạn dùng để khi bạn go rock này nọ bạn thoát ra được thôi, chứ cái mình nghĩ là các bạn dùng để farm không nên tí nào. Và mình nghĩ là cái những khu này chỉ mới là đang test thôi. Chỗ này xuống không được rồi, rớt xuống cái thấy mẹ nữa. Còn chỗ này thì chắc chạy hoài chắc cũng không hết. Mấy này mình nghĩ là trên mới chỉ những cái chi tiết ban đầu mà nó bỏ thêm sẵn để sau này update thì còn phải đỡ, phải chỉnh lại dù cái kiểu. Nhưng mà các bạn chạy bộ như thế này là hơi bị mệt á. Đó. Rồi. Nhìn giống phim Batman vs Superman vậy, má thành phố lớn á, kiểu rộng bự. Đi bất kỳ nơi đâu cũng có cái này, mình nghĩ là trong game chính mình vẫn không thấy nhiều tòa nhà cao tầng như thế này. Nhưng mà vô tới đây thì mình có thể thấy là có vẻ như là nó rất là xa vời luôn á. Chỗ này thì không ra đâu được rồi. Nên mình để checkpoint, để safe house thử đó thật xấu rồi. Mình cũng chưa chạy tới cái chỗ tuốt đằng xa kia là không biết nó sẽ ra tới đâu, các bạn có thể chạy ra đây để khám phá cái kiểu vậy. Còn mà chạy tới tuốt đằng kia thì mình lười chạy quá, nó xa quá. Nhưng ở đây có những khu vực mà chưa chỉnh sửa gì hết, cho nên bạn hơi chạy, thậm chí chạy xuyên vào như thế này nhưng mà không bắn ra được, đó mới là vấn đề. Cái chỗ này lạ chứ, thì chạy hồi cái nó không chạy ra được luôn. Mình phải vô cái chỗ ban đầu mà mình chui vô á mới đi ra được đó. Nhiều khu này vẫn vẫn chỉ là kiểu như là tòa nhà đơn sơ rồi để chỉnh sửa thì thôi, nhưng mà mình thấy một số điều khá là creepy trong khu này á, là có vài chỗ, nếu lấy mới mình thấy mình sẽ chỉ với các bạn. Vài chỗ kiểu như căn phòng có một rất là nhiều căn phòng như thế này, nhưng mà chỉ có một cái đèn thôi, một cái phòng nó sáng lên thôi à. Khu này nhìn hoàn toàn ấy chứ. Để sau này update đó là nó sẽ sử dụng những chỗ này để làm đất zone 7, đất zone 8. Mình nghĩ là vẫn sẽ còn, tại vì các bạn thấy đây nó còn một khúc xanh lè ở trên, xanh lá cây ở trên nữa.
và có rất nhiều thứ mà mình muốn khám phá để coi xem nó sẽ có như cái gì, chuẩn bị cái gì trong game này. Có cây rồi nè, nguyên cái thảo nguyên như này luôn, quá dữ quá dữ. Và ở đây chỗ đi chạy bộ hơi bị mệt đó, nhưng mà các bạn xuống tới khúc dưới kia các bạn sẽ thấy luôn có một con tàu nữa, cái nơi mà các bạn ít bao giờ thấy. Coi thêm mình nghĩ chỗ này thì không có ai cho lắm và mình không chạy ra được nữa rồi, bó tay rồi. Cái chỗ này tối nhìn thấy ghê, còn chứ bây giờ mình thấy cũng bình thường. Rồi coi chỗ này có gì không ta. Chỗ này chạy một hồ cũng đột quỵ luôn á. À, cái game này mà cho xe dùng để chạy đỡ biết mấy. Đó nhìn kìa các bạn, giờ các bạn thấy thấy cây mà nó còn bay, gốc nó bay lên trời luôn rồi. Là tức là chỗ này vẫn chưa có làm gì nhiều, đá mà hòn đá tảng mà bự cho đùng luôn, kinh thiệt. Cái gì vậy? Cái gì trước mặt mình? Chắc thùng hàng, sau này trở thành mấy thùng hàng á. Mà mình vẫn thấy bất ngờ chỗ là sao tới những cái chỗ out of power, những cái chỗ mà ra khỏi phạm vi như thế này mà nó vẫn cho phép mình vô và không bị đánh vào cái ao khu vực không chơi được. Nhưng mà được cái là nó vẫn rất là chi tiết, theo mình thấy là vậy, vẫn rất là chi tiết, như bạn thấy là rất là chi tiết và làm khác, không có như những cái game khác, là như bạn ra được tới những cái chỗ như thế này hoặc như GTA hầu như là không thể vô được. Và nếu có vô thì cũng sơ sài chỉ để phục vụ một số mục đích thôi. Như hồi đó mình cũng đã biết mình có một số cái glitch in GTA là các bạn có thể vô được cái phòng mà khi mà các bạn đua xe mà các bạn chiến thắng á, cái phòng mà chỉ toàn là cột mà chỉ để trên cái xe hoặc cái phòng mà mỗi lần các bạn chiến thắng mà các bạn nó chiếu lên cho bạn coi á, thì cái phòng đó nó rất là dễ tìm. Nhưng mà giờ thì nó fix cái lỗi rồi, các bạn không thể nào vô được nữa. Lâu rồi fix cái lỗi đó, cũng fix lâu chứ hình như trước khi các bạn mà PC ra mắt nữa cũng lâu rồi. Nếu các bạn nào muốn coi thì các bạn hãy lên YouTube sợ, thì bây giờ mình nghĩ vẫn còn, nhưng mà giờ nó fix thì cái PC mình nghĩ chắc cũng không vô được đâu. Rồi đồng thời nó cũng có một cái phòng là phòng phòng mà khi bạn tạo nhân vật mới á, có mấy con đứng cầm cái bảng á, thì đó là cái phòng mà cũng là một cái phòng mà các bạn phải vô phải làm glitch mới vô được, nhưng mà chỉ nhìn bằng góc nhìn thứ nhất được thôi. Và hình như chúng ta đã chạy qua khỏi khu này đẹp quá, làm tắt hết heads up display làm cái phát đẹp đẹp rồi. Hello visual auto hai hết nè. Đó. Đồ đẹp chưa? Chuẩn luôn. Để chúng ta đi tiếp rồi. Đã quá. Thế là mình sẽ chạy một đường vòng luôn. Ra tới đây, xuống dưới đây luôn. Nhưng mà các bạn hơi xa, cái là một đường đạn đường dài, khá là dài. Để xem có gì trong đây. Vậy hầu như các bạn coi như ai vô cái phần này bao giờ. Mình thì cũng chỉ coi một số cách hướng dẫn vô, cái cách này là cách dễ nhất mà mình thấy vô rất là nhanh. Safe room tốt đằng kia rồi. Mình chạy qua rồi, tức là khu hồi nãy á, mà các bạn thấy là đã zone 7-8 á, sau này mình nghĩ là vậy. Tùy thôi nha, cái đó chỉ là cái dự đoán của mình thôi. Thì cái tựa game này nó có tới 5 cái DLC. Thì hai cái DLC đầu tiên các bạn sẽ được free, và nó sẽ update vào tháng 4 với tháng 5 sắp tới. Còn riêng cái DLC kiểu như là DLC 3, 4, 5 á, thì các bạn buộc phải mua và phải có Season Pass mới chơi được. Thì cái DLC thứ 2 sắp tới á, là nó sẽ có, đầu tiên là để mình coi, để có cái loot trade. Nếu các bạn còn có súng xịn á, thì các bạn hãy trade cho nhau. Và nếu các bạn muốn chia sẻ đồ cái kiểu vậy, thì các bạn hãy trade cho nhau khá là dễ. Mình cũng đang rất là đợi cái loot trade đó ra để mình có thể mua vào cái súng mà mình cần, mà mình thích, mà không cần phải cày kiếm đồ nhiều. Tại vì nhiều lúc đó các bạn craft và các bạn kiếm đồ cũng không ra đồ như các bạn mong muốn, cho nên mình rất là bực mình. Nghĩa là mình craft rất là nhiều cái súng nhưng mà hầu như nó không ra cái talent mà mình muốn, ví dụ vậy. Còn nhiều người thì các bạn hơn thì từ lúc ban đầu đùng phát ra liền luôn, nhiều lúc là vậy. Ví dụ như cái AK Black Market mà mình đang cầm á, thì lâu lâu mình chỉ làm một phát thôi mà nó ra tới deadly, là cái talent mà mình đang rất là muốn, và hầu như nó chỉ ăn hên đúng một lần duy nhất, hầu như là lần đầu luôn là cái lần ăn hên nhất.
Thì lần đầu của cái vector của mình thì mình có brutal với destructive, hai cái này cũng khá là ổn. Nhưng mà nó có deadly thì còn ổn hơn nữa. Mà mình vẫn đang rất là muốn một cái deadly ví dụ vậy. Ra tới đây luôn rồi nè. Giờ mình không biết mình chạy ra đâu nữa. Khu này vẫn vô được, nhưng mà sau khu ngoài khu này nó có những khu mà kiểu như unplayable area, tức là những khu vực mà bạn không thể chơi được, và nếu bạn vô nó sẽ xem, nó sẽ gửi bạn về thẳng như safe house luôn. Cho nên các bạn có thể làm cái crush mà mình nãy mình làm ở bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn vô, nhưng mà nếu những khu vực đó các bạn nghĩ là bạn phải xuyên qua được thì mới vô được thôi. Còn nếu những khu vực mà các bạn không thể xuyên vô được á, mà các bạn vẫn cố vô á, nó sẽ kiểu như không vô được, không chơi được á, nó sẽ đẩy bạn về safe house. Kiểu như lỗi mà. Nếu mà đã tới đây mình không nhầm á, là đằng kia là một tàu chiến. Ây da, mấy em nó té xuống dưới rồi. Có vẻ như khu này nó trống vắng quá, nó chỉ là mới bối cảnh thôi. Rồi mình bắt đầu mình đã chạy xuống tới khu này luôn rồi. Clinton Park. Mình nghĩ là sau này nó sẽ có cái trận chiến ở đâu đây, có những khu vực có cả NPC nữa, các bạn thấy không? Tùy chỗ nó còn có cả NPC như thế này nữa. Thấy rất là lạ chứ. Khu này rồi cũng sẽ có người rồi này nọ thôi. Cái nghĩ mấy này chạy ra khỏi chỗ nào trời. Mấy này đâu có đường ra đâu ta. Có ra đường nào trời. Ồ mất tích luôn. Kinh vãi. Đó sau này mình nghĩ những chỗ như thế này nó sẽ trở thành một bãi chiến trường rồi. Vấn đề là thời gian chuyện nào mới có thôi. Ok là mình, tại là mình đang đứng ở đây. Nãy giờ mình đã tìm cách để chạy ra chỗ này rồi nhá. Và mình nghĩ là những cái chỗ như thế này bây giờ nó sẽ làm, mai mốt nó sẽ làm những cái kiểu như là khu vực để bắn súng đấu với nhau. Và như các bạn đã thấy là nó kiểu như là nó có cover đầy đủ rất là rõ ràng rồi. Thì mình không nghĩ là nghe đây là sao nó không thể, nó không có một cái đừng nói nghe đây nó cũng có echo nha. Nhưng mà các bạn chưa bỏ echo trong đây, nhưng mà tức là mình nghe sau này là bọn sẽ có một cái echo đâu đó rồi. Cho nên mình vẫn đang đi tìm xem có cái gì đặc sắc trong đây hay không, để mình có gì còn khám phá nữa. Tại nhìn khá là đẹp mắt luôn á. Thì ở tới đây rồi nhá. Chỗ này bị đóng cửa luôn rồi. Là vì mình sẽ quay trở lại khúc hồi nãy. Tức là ngay chỗ này có echo hay sao ta. Nãy mình vừa mới thấy cái gì đó. Nhưng có vẻ như là nó vẫn chưa bỏ echo vô đây. Tất cả cũng chỉ là mới là thử thôi. Ok, rồi chúng ta sẽ chạy qua chỗ này ra. Vẫn đang nằm ở ngoài map và chúng ta vẫn chưa vô được cái bên trong. Đường khá là dài và có rất là nhiều cái kết cấu xung quanh. Và như các bạn thấy đây, thấy đằng kia chúng ta có một cái con tàu thuyền chiến. Mình nghĩ nó sẽ rất là hay nếu như Ubisoft Massive làm cho nên cái tàu thuyền chiến này giống như cái trong Naval Strike của Battlefield 4. Khá là đồ sộ. Và mình không biết là họ sẽ đem những gì vào cái con tàu này, và không biết là mình nó được truy cập vào con tàu này hay không. Kiểu như tìm đường vào á. Con tàu này nhìn rất là đã, nhưng có vẻ như chúng ta không thể nào lên được con tàu này ở điểm hiện tại. Nên chúng ta chạy qua vô đây, chúng ta còn một con tàu ở bên đây nữa. Nó tốt đằng kia nhưng mà tàu chở đồ. Để coi vô đây nó có cái gì rồi. Chứ mình cũng đã từng ghé qua con chỗ con tàu bên kia. Và nó có rất là nhiều thứ đặc sắc trong đó. Chứ nhưng chúng ta không vô bên trong, nhưng chúng ta vẫn có thể đứng ở bên ngoài. Chúng ta nhìn nhòm ngó vào xem nó có cái gì đó. Và hầu như bên trong mình nghĩ vẫn chưa có nhiều chi tiết hơn. Và nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi. HS gas. Nguyên cây xăng đây nhìn khá là đẹp rồi đó. Khu này nhìn rất là chi tiết và tỉ mỉ, mặc dù là nó chưa có ra mắt á. Là mình thấy cũng là cái hay của Ubisoft lần này rồi. Và có lẽ như Ubisoft lần này đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho phần như DLC sắp tới. Và như đây các bạn thấy rõ là con tàu, hai con tàu.
Một con tàu khá là bự. Và con tàu ngay trước mặt mình ngay đây. Để xem để mình vô được hay không. Mình không nghĩ là vô được, nhưng mà chủ yếu là khám phá được thôi, chứ cũng phải chả phải gọi là vô được nữa. Những khu vực này thì có vẻ mình không có truy cập vô được. Và có lẽ là chỉ sau này, sau khi mà DLC này nọ thì nó mới cho mình lên những cái tàu này để có thể tham quan này nọ kỹ càng hơn. Và tại vì nó rất là đồ sộ, nó muốn chơi thử chứ. Là sau này nhiệm vụ nhìn giống mấy nhiệm vụ 2 của GTA là có thể làm trên mấy con tàu khá là hay. Hiện tại giờ vẫn chưa được lên. Vấn đề của các bạn vẫn thấy một khu bên trong, nhưng không có cách nào để vô được bên trong, mình tìm khá là nhiều rồi. Khu này có vấn đề á. Rồi từ sau các bạn thấy thêm một con tàu vẫn trước bên kia nữa. Con tàu này, con tàu này nhiều tàu quá. Tàu kia mình vẫn đang tìm hiểu nó nằm ở đâu, mình không biết đường ra cái chỗ đó. Nếu mà không nhầm là nằm đâu đây nè. Mà xa quá. Để coi nó nằm đâu, tuốt ngay giữa khơi sao mà ra ta. Cái là mình nghĩ chắc như là cái mô phỏng thôi, chứ cũng không hẳn là tàu nữa. Tại hai con tàu mình tìm thấy là hai con tàu này với con tàu đằng kia thôi. Tàu đằng kia thì mình cũng đã từng vô cái chỗ gần đó, nhưng mà cũng không có kỹ càng hơn được, tại mình cũng đang tìm đường vô lại, tại vì mình không nhớ đường đi. Tại đường đi lần trước mình đi vô nó rất khác cái đường đi lần này, giờ mình phải tìm đường khác để vô, cho nên mình cũng không rõ nữa. Còn cái đường này nó sẽ dẫn bạn về cái khu mà ban đầu của bạn chơi, cái khu ban đầu á, nhưng mà các bạn vẫn nằm bên trong khu vực ngoài lề, chứ không phải là vô tới bên trong nhiệm vụ, hoặc là cái khu vực mà các bạn hãy vô được. Thì ngay khúc này thì mình không biết thì sẽ có cái gì, nhưng mà các bạn rất là hoàn toàn là đúng kiểu Walking Dead luôn. Đó là những bước vào cái cổng đó để các bạn vô được cái phần mình bên trong nhiệm vụ Hell's Kitchen. Cái chỗ này thì các bạn chỉ cần spawn ra thôi. Cái chỗ này thì rất là dễ, các bạn cứ làm cái glitch nãy mình làm, các bạn vẫn có thể vô được khúc khúc bên này, chỉ cần các bạn thấy cái cửa là được rồi. Hôm nãy mình làm thì nó đi nhanh hơn thôi, chứ cũng không có chi cập được nhiều, cho nên để coi mình vẫn đang tìm đường khác để xem cái khu bên đây nó có gì ghê gớm hay không. Ồ, ngày này có một cái bảng hiệu gì đây nè. Đẹp vãi. Một khu xe, một chỗ này bị chặn đứng rồi. Và chỗ này bên này có đường đi nè. Bên kia bị chặn rồi nhưng mà bên này vẫn có đường đi. Hình như ra cái chỗ này hồi nãy lại nè. Khu này chắc nhà không rồi, chúng ta không có đường ra nữa rồi. Đi cho quanh lại nè. Xe cổ tùm lum la hết á. Rồi mình không rõ nó dắt mình ra tới đâu nữa. Mình cứ đi theo mong men. Ồ cái gì vậy? Tự nhiên cái ánh sáng đâu ra từ căn phòng ghê vậy ba. Má nhìn. Ồ má có sniper này nữa. Cái đèn hay sao ta? Mình nhìn ghê vãi chưởng. Cái đèn này chiếu mình thấy phát sợ luôn á. Hell's Kitchen. Cái này Hell's Kitchen đó. À cái chỗ này, cái chỗ vô lại bên trong nhiệm vụ hàng chi thấy kỳ kỳ, thấy ghê ghê. Thì chúng ta không có vô chỗ đó nữa, mà chúng ta đi chỗ đường khác. Còn rất là nhiều đường mà. Để khám phá cái khu bên ngoài này nó sẽ có cái gì. Đâu rồi. Lửa còn đó luôn. Tức là vẫn có mấy ai có bên đây thôi, chứ cũng chưa có đi xa gì. Có người luôn nè. Civilian need biết ngay. Rớt đồ cho ta mày. Such a kind soul. Được, ngoài chỗ đồ mà rớt ngoài chỗ này nó không có nhận luôn mới ghê. Cái đèn nó bị cái gì mà nhìn ghê quá vậy. Roll.
ngoài này còn có NPC luôn, mới ghê chứ. Cũng chịu khó đầu tư nhưng mà không có địch. Ngoài khu này là không có địch mới ghê. Thấy lạ chỗ đó thôi. Có người nhưng mà là không có địch. Bình thường thôi, người bình thường thôi chứ không có địch. Như chỗ này khu hồi nãy mình vô sao. Thì mình chạy lại khu dưới này coi. Xem còn gì để khám phá không. Chủ yếu là khi mọi người khám phá khu này, chủ yếu là hai con tàu kia, các bạn hãy chạy ra chụp selfie kiểu cho bạn bè thấy là sao, ủa sao ra được cái chỗ này, ví dụ vậy. Đây đây có cái cầu thang cái kia chứ. Nó làm sẵn luôn hả, ghê vậy. Và có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây rồi. Có lẽ đó những thứ mà mình muốn cho bạn coi, kiểu như là sau game nó sẽ có cái gì, những có những tàu rồi những khu vực mà các bạn có thể khám phá ngoài khu bên này đó còn rất là nhiều. Và có lẽ mình sẽ làm sau, tại những khu vực mình cũng chưa tìm hiểu nhiều hơn rồi làm sao để ra được, ví dụ vậy. Thì có như đó thôi, mình sẽ cố gắng bao giờ là sớm nhất có thể và có những cái clip khác về những nội dung hay hơn. Và sắp tới là mình sẽ quay từ game Quantum Break và sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Và mình sẽ cố gắng quay đầu tiên cho bạn coi. Và mình mong là các bạn sẽ thích video clip đó. Và các bạn muốn cập nhật thêm thông tin thì các bạn hãy vô fanpage của mình, bấm like và subscribe channel của mình để nhận được cái thông tin mới nhất về khi mà mình ra clip. Thì cảm ơn các bạn đã xem qua. Nếu các bạn nào muốn thử cái glitch này, bạn cứ làm như những người mình chạy đâu, các bạn sẽ vô nhanh thôi. Và nếu có mọi thắc mắc thì bạn hãy hỏi mình xung quanh cái IDA blog trên Facebook group của mình, và hoặc là cái fanpage, các bạn cứ hỏi là mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Ok, và chào tạm biệt các bạn.